Hôm nay là một trong những buổi học mà các em nhỏ mắc hội chứng tự kỷ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Phúc Tuệ, Hà Nội mong đợi nhất trong tuần. Buổi học mà các em được trở thành những nghệ sĩ thực thụ với bút giấy và màu. Em rất thích vẽ, vẽ cây, cả vẽ hoa. Tranh về quả này, sau đó là về cái bát. Đưa ý tưởng để các họa sĩ nhí tự tưởng tượng và thể hiện theo cách nghĩ của riêng mình. Đó là cách mà các thành viên của Tò He giúp các em được thỏa sức sáng tạo. Ngoài cái sân chơi để cho các con được chơi, được thay đổi không khí mà một số con lại còn được thêm thu nhập. Thành ra là chúng tôi rất là khuyến khích và rất là vui. Những bức vẽ hồn nhiên được Tò He chọn lọc làm họa tiết trang trí trên những sản phẩm bán ra thị trường trong và ngoài nước. Sau đó sử dụng nguồn lợi để tiếp tục mang đến cơ hội phát triển nghệ thuật cho chính các em. Mặc dù là một doanh nghiệp xã hội, nhưng nếu như mà mình không có doanh thu và mình không có những cái chi phí trang trải cho người khác thì những cái điều tốt đẹp của Tò He không thể nào mà thực hiện được. Cầm sản phẩm mẫu ấy, Tò He mà có nét vẽ của Nem sản phẩm ấy, thì mình xúc động lắm. Cái việc mà sử dụng cái nét vẽ của Nem nói riêng ấy và trẻ tự kỷ nói chung vào cái sản phẩm ứng dụng ấy, nó là một con đường, gần như một con đường thoát ấy. Là cho các bạn tự kỷ. Những hộp màu, giấy vẽ lại tiếp tục được chuẩn bị cho những chuyến đi mới, tạo ra thật nhiều hơn nữa những cơ hội để các em nhỏ được phát triển tài năng. Có nhiều cách để bạn thể hiện tình yêu, mơ ước với cuộc sống. Và vẽ đối với các em nhỏ tự kỷ là một cách hay mà Tò He đã và đang giúp các em sớm chạm tay vào ước mơ của mình. Hãy giới thiệu việc tử tế tới Trung tâm Tin tức VTV24 để lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng.